Abhayya Anand, thần đồng tiên tri Ấn Độ và những lời sấm gây chấn động. Năm 2013, tờ India Times dẫn câu chuyện về một cậu bé 8 tuổi nhưng có khả năng phi thường khi đọc được thành thạo những câu thơ tiếng Phạn trong Bhagavad Gita, một văn bản cổ nổi tiếng của Hindu giáo. Không chỉ vậy, cậu bé còn thuộc vanh vách các chương thứ 9, 11, 12 và 15 trong Kinh Thánh. Cậu bé này chính là Abhayya Anand, người mà giờ đây được mệnh danh là thần đồng tiên tri trẻ tuổi nhất thế giới. Trong suốt 3 năm qua, nhiều lời sấm của Abhayya đã dần trở thành hiện thực, điển hình như cuộc khủng hoảng năng lượng, cuộc khủng hoảng kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, nổi bật nhất vẫn là việc cậu bé dự báo chính xác sự xuất hiện của đại dịch COVID-19, thứ đã ám ảnh thế giới trong suốt những năm vừa qua. Sinh năm 2006 và lớn lên tại thị trấn Sirangapana, Mandya, Ấn Độ. Abhayya Anand là thành viên của một gia đình khá giả và có 4 người gồm cha mẹ và em gái. Ngay từ nhỏ, cậu đã được bố mẹ dạy dỗ cẩn thận và tiếp thu những kiến thức mà bạn bè đồng trang lứa khó có điều kiện để theo học. Abhayya cũng nhanh chóng cho thấy khả năng tiếp thu kiến thức đáng kinh ngạc của mình. Cậu bé luôn tò mò với những gì diễn ra xung quanh và dường như có một nguồn năng lượng nào đó giúp cậu luôn đi tìm được câu trả lời. Trong một lần khi bố mẹ cậu bé đưa Abhayya khi ấy mới chỉ 5 tuổi đến thăm một ngôi chùa, nơi mà Gita, nền tảng văn học tôn giáo tiêu biểu của Hindu giáo, được giảng dạy cho những người theo đạo. Đây vô tình đã trở thành bước ngoặt giúp Abhayya trở thành một thần đồng từ khi còn rất nhỏ. Sau khi trở về nhà, Abhayya nói với mẹ rằng cậu muốn học tiếng Phạn. Mặc dù khá bất ngờ vì lời thỉnh cầu của cậu con trai, song bà Anu, mẹ của cậu, vẫn thử dạy những câu đơn giản sử dụng tiếng Phạn cho Abhayya khoảng 30 phút mỗi sáng và đọc lại vào buổi tối. Khi lên 7 tuổi, Abhayya đã thông thạo những câu thơ tiếng Phạn trong Bhagavad Gita, một văn bản cổ nổi tiếng của Hindu giáo. Không chỉ vậy, cậu bé còn thuộc vanh vách các chương thứ 9, 11, 12 và 15 trong Kinh Thánh. Cậu bé thường xuyên tham gia các lớp học tiếng Phạn vào mỗi cuối tuần. Năm 10 tuổi, Abhayya bắt đầu đăng ký các lớp học chiêm tinh sau khi nhìn thấy một tấm áp phích quảng cáo về bộ môn này. Ban đầu đã có một số lo ngại rằng cậu bé không thể có đủ thời gian và kiến thức cần thiết ở độ tuổi của mình. Nhưng sự thật là chỉ trong một thời gian rất ngắn, Abhayya làm quen và thậm chí đứng đầu lớp học về chiêm tinh. Không chỉ vậy, cậu cũng đạt kết quả học tập rất tốt ở trên lớp. Như một hệ quả tất yếu, kiến thức vượt trội của Abhayya trước những đứa trẻ đồng trang lứa đã làm dấy lên sự ghen tị và nghi ngờ của chúng, trong khi các phụ huynh thì lo lắng con của mình sẽ phải học chung với một đứa trẻ quái gở. Thế nhưng không gì có thể ngăn cản Abhayya khỏi niềm đam mê của mình. Cậu đã tốt nghiệp Vastusatra, một học thuyết Hindu về ảnh hưởng của các quy luật kiến trúc và tự nhiên từ khi mới chỉ 11 tuổi. Năm 2016, cậu bé nhận giải thưởng thần đồng từ tổ chức Rotary vì những kiến thức và sự tài năng của mình. Không chỉ trên thông thiên văn dưới tường địa lý, Abhayya còn rất giỏi về công nghệ và được cha mẹ hỗ trợ để sớm tiếp cận với Internet. Năm 2012, Abhayya được lập cho kênh YouTube riêng với mục đích ban đầu là truyền bá nhận thức về sức khỏe, hạnh phúc và tinh thần thông qua giáo dục từ xa. Tuy nhiên sau đó, kênh này chỉ thực sự trở nên nổi tiếng khi xuất hiện những video được Abhayya đăng tải đi kèm các lời dự đoán về tương lai vận mệnh thế giới. Tháng 8 năm 2019, trong một video đăng tải lên kênh cá nhân dựa vào những nghiên cứu về chiêm tinh, Abhayya đưa ra lời thông báo về một mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với thế giới sẽ xảy ra từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020. Khi mới có mặt trên nền tảng, video có rất ít lượt xem và bình luận. Đa số những người xem video khi ấy đều cho rằng nhận định của thần đồng nhí là vô căn cứ viển vông. Thế nhưng kết quả như ai cũng biết, đến tháng 11 cùng năm 2019, dịch COVID-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc rồi lan rộng ra hầu khắp các quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Tới tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố đây là đại dịch toàn cầu. Ngay lập tức, đoạn video tiên tri về dịch COVID-19 đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội ở khắp Ấn Độ, Nam Mỹ và nhiều khu vực khác trên thế giới vì sự thật đã có mối nguy hiểm nghiêm trọng ập đến với thế giới như trong lời cảnh báo. Còn cậu bé Abhayya thì được tung hô là nhà tiên tri trẻ nhất thế giới ở tuổi 14. Kể từ đó tới nay, Abhayya liên tục đưa ra các dự đoán về dịch COVID-19. Khoảng giữa năm 2021, Abhayya Anand dự đoán rằng đại dịch sẽ chưa thể có những ngày tươi sáng. Cậu bé cho rằng đặc biệt là biến cố mới, được cho là tồi tệ sẽ xảy ra trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 11. Theo lời dự đoán này, đây có thể là giai đoạn đỉnh mới của đại dịch và tình hình khó được cải thiện. Kết quả của lời tiên tri trở thành hiện thực khi giai đoạn cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm 2021 chứng kiến sự bùng nổ biến chủng Omicron của SARS-CoV-2 khiến thế giới điêu đứng trong nhiều tháng và chỉ có thể vượt qua khi tỷ lệ tiêm vaccine dần được cải thiện. Cũng trong năm 2021, nhà thần đồng tiên tri đã cảnh báo về tình trạng thời tiết cực đoan khắc nghiệt và một điều gì đó tồi tệ hơn sẽ xảy ra sau ngày 10 tháng 12 năm 2021. Một cách hoàn toàn tình cờ, trong đúng thời gian này, nước Mỹ đã xảy ra ít nhất 30 trận lốc xoáy tại 6 bang là Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi và Tennessee, khiến hơn 100 người chết, hàng loạt nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề. Ngày 22 tháng 10 năm 2021, Abhayya Anand đã đăng video dự đoán với tựa đề Global Energy Crisis and Economic Challenges
tạm dịch, khủng hoảng năng lượng và thách thức kinh tế toàn cầu, gồm 7 thách thức lớn mà thế giới phải đối mặt cùng lúc trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022. Nhiều thách thức trong số đó đang dần trở thành hiện thực, điển hình như cuộc khủng hoảng năng lượng, cuộc khủng hoảng kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, thời tiết khắc nghiệt. Một loạt những dự đoán chính xác về vận mệnh thế giới đã khiến tên tuổi của Abhigya Anand nhanh chóng được nhiều người biết đến. Cậu bé sớm gia nhập hàng ngũ những nhà tiên tri đại tài, một số người còn so sánh cậu với nhà tiên tri mù Vanga. Tuy nhiên, không phải lời tiên tri nào của Abhigya Anand cũng trở thành hiện thực, một số thậm chí bị xem là viễn vông, mơ hồ, gây tranh cãi. Thời gian gần đây, khi xung đột Nga-Ukraine leo thang dẫn tới cuộc chiến nổ ra, Abhigya Anand cho rằng tháng 4 năm nay là một hiện tượng kim tinh đặc biệt, do sao hỏa và sao thổ tương xung nên không phải là điềm lành cho năm nay trên toàn thế giới. Nhà tiên tri nhí cảnh báo đặc biệt về hai ngày là 13 tháng 4 và 28 tháng 4 rằng đây có thể là những cột mốc đáng nhớ. Tuy nhiên, trên thực tế đã không gì đặc biệt xảy ra vào ngày này. Điều đáng nói, Abhigya Anand từng bị Facebook đánh dấu vì chứa một phần thông tin sai lệch trong các bài đăng của mình. Bất chấp việc thường xuyên đưa ra những dự đoán gây tranh cãi, Abhigya vẫn luôn là cái tên được truyền thông chú ý, bên cạnh các nhà tiên tri đại tài khác như Vanga, Nostradamus.